được, cũng lên lầu á. Mệt quá đó. Cái một cái trên đầu cũng đâu có làm đâu, nó nhức hoài. Xua cũng nhức đầu dữ lắm, mà cũng cứ đã cái tay đó. Ở cuối heo có hay ra ngoài chó không? Lông chó không? Bởi em mua nó nói một tiếng mà sao một tiếng nó mua nó mà sao không thấy đội. Cái nó bệnh nó là hết rồi mà nó đâu có hết, nó cũng bị lại nè. Thì chắc nên là mình bỏ học hết nó đỡ hơn.